Thưa quý vị, chúng ta đang đến với phần cuối cùng bản tin FBNC 24/7 vào số đầu tiên năm 2015. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán năm 2014 đã diễn ra với nhiều kịch tính. Nhà đầu tư có lúc hứng khởi với đà tăng mạnh của thị trường cùng với lượng thanh khoản có lúc tăng lên đột biến và lại có lúc phải đối mặt với phiên giảm điểm lịch sử. Chính sự biến động này đã khiến cho thị trường chứng khoán ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn đối với nhà đầu tư. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị đến với cuộc trao đổi cùng với chuyên gia chứng khoán về những diễn biến của thị trường trong năm vừa qua. Phương Lan xin kính chào quý vị. Và trước khi đến với những nhận định trên thị trường chứng khoán trong nước trong một năm 2014 vừa qua, thì chúng ta sẽ cùng được đến với các vị khách mời trong buổi trò chuyện ngày hôm nay của chúng tôi. Trước tiên xin giới thiệu anh Trương Hiền Phương, hiện là giám đốc miền Nam đến từ công ty chứng khoán KS Việt Nam. Và anh Phạm Thanh Tường là giám đốc sàn Phú Mỹ Hưng đến từ công ty chứng khoán Phú Hưng. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đến với cuộc trao đổi ngày hôm nay của chúng tôi. Vâng, thưa anh, có thể nói là năm 2014 là một năm không hề yên ả đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Khi mà có lúc VN Index đã chạm được mức đỉnh 6 năm, nhưng rồi lại có phiên giảm điểm lịch sử từ trước đến giờ. Có lẽ chưa bao giờ nhà đầu tư của chúng ta phải thấy được cái sự biến động mạnh của thị trường chứng khoán chỉ trong một năm thôi ạ. Như vậy thì anh Tường nhận định như thế nào về diễn biến của thị trường trong suốt một năm vừa qua? Xin kính chào Phương Lan, xin kính chào quý nhà đầu tư. Thì suốt trong năm vừa qua thì chúng ta thấy là cái thị trường chứng khoán chúng ta biến động, có lúc biến động rất là mạnh và bất ngờ, đã làm cho một số nhà đầu tư cũng thua lỗ rất là nặng nề. Thì xét lại tình hình 2014 thì chúng ta thấy về cái tình hình kinh tế vĩ mô thì theo cái chính phủ đi rất là đúng hướng và có những cái bước tiến rất là rõ rệt trong mà ổn định kinh tế vĩ mô, như là tăng trưởng GDP và kiểm soát lạm phát rất là tốt. Và cái nữa là cái việc mà về giảm lãi suất cho vay và cái việc mà xử lý nợ xấu thì cũng làm rất là tốt trong năm 2014. Nhưng mà quay lại vấn đề thì chúng ta thấy là cái vấn đề ảnh hưởng từ cái yếu tố khác, đó là cái yếu tố về tình hình Biển Đông và cái nữa là về việc mà bắt một số chủ tịch ngân hàng, nó cũng ảnh hưởng tới cái giao dịch của nhà đầu tư trong năm 2014. Và việc cái thông tư 36 cũng ảnh hưởng rất là lớn tới cái nhà đầu tư. Và cái gần đây nhất đó là cái việc mà giảm giá xăng dầu. Ngoài cái yếu tố đó thì cái vấn đề khối ngoại họ cũng tiếp tục bán là mạnh trong năm 2014 từ tháng 7 cho tới tháng 12. Vâng, thưa anh, như vậy thì với cái diễn biến của thị trường á, thì dường như là thị trường chứng khoán của chúng ta thường là đi lên trong sự nghi ngờ của nhà đầu tư, nhưng mà lại sụt giảm trong lúc mà nhà đầu tư đang ở trạng thái hưng phấn nhất. Có lẽ là cuộc chơi chứng khoán là dường như càng ngày càng khốc liệt hơn. Anh Phương nghĩ gì khi mà với cái tình trạng hiện tại của thị trường hiện nay? Tôi nghĩ một phần thì đã như anh Tường đã có chia sẻ, thì rõ ràng là cái sự hưng phấn của nhà đầu tư nó cũng gặp những cái bất lợi bởi một số các cái yếu tố đến có tính chất khá là bất ngờ, và hầu như các nhà đầu tư họ chưa có chuẩn bị được cái tâm lý cho những cái việc đó. Và các cái biến cố đó tôi cho rằng nó có cái sự tác động rất là lớn, không riêng gì về mặt tâm lý đối với nhà đầu tư mà nó cũng mang ý nghĩa tác động về mặt chính sách. Tôi chỉ nói thêm một ít ví dụ như chúng ta thấy là khi mà cái thông tư 36 ra thì rõ ràng đó là các cái ngân hàng họ sẽ phải thu hồi cái dòng vốn mà họ đang tài trợ cho các cái công ty chứng khoán con của mình. Thứ hai là đôi khi họ có thể họ cho các công ty chứng khoán vay với hình thức là góp vốn đầu tư vân vân, thì họ cũng phải thu hồi bớt cái vốn đó về. Như vậy rõ ràng là về mặt thực tế là nó có ảnh hưởng đến dòng tiền, chứ không riêng gì về tâm lý. Thứ hai nữa là cái việc mà cái giá dầu nó giảm thì rõ ràng đối với nền kinh tế nó là một điều rất là tốt. Nhưng trong một cái khía cạnh nhỏ thì các cái cổ phiếu thuộc về cái họ dầu khí đã được người ta bán tháo bởi cái tâm lý hoang mang lo lắng. Với cái sự biến động mạnh của thị trường trong năm 2014 thì bản thân anh có những cái chia sẻ gì đối với các nhà đầu tư của chúng ta về những kinh nghiệm đầu tư cho họ, như được xem có thể xem như là hành trang để họ chuẩn bị cho năm 2015 sắp tới ạ? Xin mời anh Tường. Thì cái kinh nghiệm của tôi trong cái năm 2014 thì thật sự nó có những cái điều mà ngoài cái dự đoán. Thì thứ nhất, mà để an toàn cho cái tài khoản của nhà đầu tư nhỏ lẻ thì tôi cho rằng là chúng ta cần phải có một cái chiến lược. Thứ nhất là chúng ta phải
coi cái tình hình thị trường, và thứ hai là giải ngân theo từng phần, và thứ cái mà để hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư đó là cái việc sử dụng đòn bẩy. Thì chúng ta phải biết tùy lúc và từng thời điểm mà chúng ta sử dụng một cái đòn bẩy cao để chúng ta mang một cái lợi nhuận hiệu quả. Thứ nhất là khi mà thị trường có những cái bước tăng thì cái đó chúng ta sẽ sử dụng cái đòn bẩy tài chính để chúng ta mang cái lợi nhuận tối đa. Còn khi thị trường đang trong xu hướng giảm thì nhà đầu tư chúng ta có thể là hạn chế cái việc sử dụng đòn bẩy để tránh cái rủi ro trong ngắn hạn. Chúng ta cho một cái biên độ là có thể là chịu rủi ro là khoảng 10-15%. Khi chạm đúng cái ngưỡng đó thì phải giữ đúng nguyên tắc là phải cắt lỗ ngay. Chúng ta phải mạnh dạn. Mạnh dạn cắt lỗ ngay. Còn hiện tại thì nhà đầu tư chúng ta chưa có mạnh dạn cắt lỗ và cứ để thị trường giảm là nghĩ thị trường nó sẽ tăng trở lại. Do đó phải đưa một cái quyết định, và hai nữa là phải tuân theo cái thủ theo quyết định đó và cái chiến lược đầu tư đó. Và thứ hai đó là phải liên hệ với những cái chuyên gia tư vấn và những cái người mà có em hiểu về thị trường sâu sắc thì họ sẽ tư vấn cho mình. Mình cũng phải tuân thủ theo cái nguyên tắc mà tư vấn khi mà chúng ta đã đạt được cái mức lợi nhuận thì chúng ta phải bán, và khi chúng ta lỗ khoảng 10-15% thì cũng đúng theo nguyên tắc của chuyên gia tư vấn là chúng ta phải cắt lỗ liền để tránh cái rủi ro. Thế còn anh Phương, anh có muốn bổ sung thêm ý nào đó hay có những cái quan điểm khác về vấn đề chia sẻ kinh nghiệm cho nhà đầu tư ạ? Về mặt cơ bản thì tôi hoàn toàn đồng ý với anh Tường, vì những gì anh Tường nói thật sự đó là những cái mà các nhà đầu tư nên đúc kết và nên áp dụng. Tôi chỉ bổ sung thêm đó là khi mà thị trường nó đã vào những cái vùng quá bán thì đó là lúc các nhà đầu tư cần phải bình tĩnh trở lại. Đầu tư và cái vốn nó là của mình, cho nên mình tuyệt đối mình đừng có nghe có những một số nhà đầu tư đôi khi họ mất bình tĩnh và họ sẽ dễ nghe những cái người này người kia tác động, và họ sẽ có những cái hành động nó trở nên quá trễ. Ví dụ như áp dụng chiến lược của anh Tường thì ví dụ ở một cái khoảng nào đó 10% mình xác định dưới đó là mình phải cắt lỗ ngay để mình bảo toàn vốn thì còn được, thì là nên. Nhưng mà nếu mà khi mà cái giá nó đã giảm xuống 30%, 40% thì đục là lúc nó cũng đã gần chạm đáy, mình cắt cái lỗ đó là mình lỗ luôn. Và rất khó, vì cái tâm lý nhà đầu tư thường họ cắt lỗ xong họ sẽ không mua lại ngay, mà họ lại có khuynh hướng chờ đợi, hay là đôi khi có thể họ bực tức, họ tạm họ giữ tiền, họ rút ra, họ muốn quan sát một thời gian. Nhưng khi mà thị trường nó đã chạm đáy và nó bật lên thì khuynh hướng nó cũng bật rất là nhanh. Và như vậy thì nhà đầu tư họ sẽ lỡ cơ hội để mua lại hàng, mua lại cổ phiếu cho mình. Và có những lúc thì nhà đầu tư họ chờ đợi khi thấy thị trường cứ bật lên liên tục, họ bắt đầu sốt ruột, họ lại nhảy vào. Thì đó lại là lúc người ta lại chuẩn bị bán ra. Cho nên tôi nghĩ cái quan trọng nhất đối với nhà đầu tư đó là mình phải bình tĩnh. Bên cạnh cái chiến lược phải lập ra ngay từ đầu như anh Tường đã có đề cập, thì mình cái tâm lý mình phải thực sự là vững vàng. Và một câu hỏi cuối cùng dành cho cả hai vị khách mời trong cuộc trao đổi ngày hôm nay như vậy thì hai anh dự báo như thế nào về sự dao động của VN Index trong năm 2015 này ? Xin mời anh Tường. Thì theo cái dự báo năm 2015 này sẽ có nhiều cái thách thức và cũng là một cái cơ hội cho nhiều nhà đầu tư, trong những nhà đầu tư trong nước mà gồm có nhà đầu tư nước ngoài. Vì hiện tại là một cái điều thuận lợi đó là thị trường năm 2014 của chúng ta đã tăng lập đỉnh ở vùng 640 và hiện tại chuẩn bị kết thúc năm 2014 và sang năm 2015 thì cái thị trường chúng ta hiện tại là nằm ở cái vùng là 530-520, thì cho tôi rằng đây là một cái vùng mà cũng là đầu tư rất là hấp dẫn ở cái thời điểm hiện tại, khi mà cái giá mặt bằng cổ phiếu nó cũng quay về cái mức giá mà hợp lý. Và xét về định hình yếu tố trong 2015 giống như nãy giờ chúng ta trao đổi, thì cái việc mà 2015 thì nó, theo tôi thì nó chỉ có hai yếu tố, đó là yếu tố từ bên ngoài, trong khi yếu tố bên trong thì chúng ta rất là tốt trong cái việc mà xử lý nợ xấu và xử lý là tăng trưởng tín dụng vân vân. Thì yếu tố bên ngoài chỉ còn có hai cái, đó là cái việc mà cái tỷ giá và Fed có nâng cái lãi suất cơ bản lên hay không, và cái dòng vốn có rút ra khỏi thị trường hay không. Thì theo tôi dự báo thì có khả năng năm 2015 thị trường sẽ tiếp tục có khả năng là tiếp tục sẽ quay về cái mốc ít nhất là khoảng 650 cho tới 670 điểm vào năm 2015. Và đó là một cái do đó thì hiện tại thì tôi nghĩ là đầu năm nếu mà cái thị trường mà vùng 1500 mà cái thanh khoản tiếp tục nếu mà duy trì ở mức cao thì hoặc là có cái việc mà nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại mua ròng liên tiếp thì đó là chúng ta cũng nên tích lũy dần những cái mã cổ phiếu cơ bản tốt. Thế còn anh Phương thì sao ? Dự báo của anh về VN Index trong năm 2015 này ? Tôi sẽ hơi thận trọng ở giai đoạn đầu. Có nghĩa là trong quý 1 thì tôi có hơi thận trọng một tí. Cái thận trọng của tôi là bởi cái sự tác động vẫn còn do cái giá dầu thế giới nó giảm, thì cái yếu tố tâm lý của nhà đầu tư nó sẽ vẫn còn bị ảnh hưởng một phần nào đó.
Thứ hai nữa là khi giá dầu giảm quá sâu và bước qua năm 2015 thì có thể một số các cái doanh nghiệp dầu khí có liên quan tới các cái dịch vụ dầu khí họ sẽ bắt đầu có ảnh hưởng đôi chút. Mặc dù nó không quá nhiều như các nhà đầu tư vẫn hay bàn luận như hiện nay, nhưng nó sẽ ảnh hưởng, và khi đó do các cái cổ phiếu này nó chiếm tỷ trọng khá lớn trong cái rổ index, cho nên tôi hơi lo lắng là có thể nó sẽ làm cho cái index nó chưa được cái tăng trưởng tốt. Và cái yếu tố như tôi nãy có nói đó là cái thông tư 36, thì nếu mà cái việc áp dụng thông tư 36 một cách triệt để, không có một cái giải pháp nào đó nó nhẹ nhàng hơn, thì tôi nghĩ là trong quý 1 nó sẽ có một cái thời điểm gây sốc cho thị trường chứng khoán nói chung. Tuy nhiên bước qua thì quý 2 trở đi thì tôi lại bắt đầu đồng tình với chỗ anh Tường, đó là thị trường chắc chắn sẽ phải khởi sắc, có thể dao động trong cái biên độ là từ 630 điểm đến 680 điểm. Tôi nghĩ nó sẽ dao động trong cái biên độ đó. Hy vọng là năm 2015 của chúng ta sẽ là một năm khởi sắc hơn cho thị trường chứng khoán Việt Nam, cũng như là mang lại nhiều cái thành quả hơn cho các nhà đầu tư của chúng ta. Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đến với cuộc trao đổi ngày hôm nay của chúng tôi ạ. Vâng, thưa quý vị, cuộc trao đổi vừa rồi đã khép lại bản tin FBNC 24/7. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Minh Vy xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.